khủng long kìa các bạn ơi. Khủng long, ô khủng long đang đi kiếm mồi rồi. Khủng long bị sét đánh mất, chết mất tiêu rồi. Đó, sét đánh quá trời bùm bùm luôn. Tiếp theo đó là con quái vật đầu đèn. Quái vật đầu đèn, hai con quái vật đầu đèn đấu với nhau. Hai con quái vật đầu đèn, con nào sẽ thắng đây? Con nào sẽ thắng đây? Chưa có con nào sẽ thắng. Như vậy là đã xuất hiện một con khủng long. Khủng long đã phun lửa chết hết cả hai con quái vật. Quá xá, khủng long phun lửa luôn. Tiếp tục là một con quái vật đầu đèn. Quái vật đầu đèn màu tím nha. Khủng long xuất hiện. Khủng long xuất hiện sẽ ăn thịt. Đó, ăn thịt quái vật đầu đèn của các bạn ơi. Rồi tiêu luôn. Quái vật đầu đèn tiêu mất rồi. À, lại thêm một con quái vật đầu đèn nữa. Quái vật đầu đèn đợt này nó có sừng ở trên đầu nữa này. Quái vật đầu đèn đang bị sét đánh. Sét đánh bùm bùm kìa. Để coi xem có chết không nhá. Chơi. Rồi tiêu. Quái vật đầu đèn bị sét đánh mất tiêu rồi. Tiếp tục là khủng long. Khủng long đang đi đâu đây? Đi qua công viên này cho tới công viên kia. Chắc có lẽ là nó đang đi kiếm mồi được bạn. Rồi nó đã gặp quái vật đầu đèn rồi. Nó hút chết quái vật đầu đèn luôn. Và nó lự thử nó bỏ nó đi. Tiếp theo lại tự nhiên lại xuất hiện một con quái vật đầu đèn màu đỏ nữa. Quái vật đầu đèn màu đỏ có sao không đây? À, quái vật đầu đèn màu đỏ đã chưởng một cái làm cho khủng long bị loăn quay ra. Khủng long đang cố gắng gượng gạo lại. Húc, 1, 2, 3. Một rồi tiêu luôn. Quái vật đầu đèn bị khủng long ăn thịt luôn. Quá ngon luôn. Quái vật đầu đèn như vậy là đã bị diệt rồi. Tiếp tục là những chú khủng long ra gào hú ức ỏi cả một khu vườn nhà nhé. Khu vườn nhà mình đó các bạn. Cây xanh tươi tốt. Đó, khủng long có những chiếc răng nanh rất là ghê rợn. Khủng long đang thì gào thét. Và bây giờ thì đã không ghi. Bugi sẽ đấu đầu với khủng long. Bugi có vẻ như là rất là ta đây, ngửa bụng lên và thách đấu với lại khủng long. Như vậy rồi quái vật Huggy đã bị khủng long ăn thịt. À, thêm một con Huggy nữa đang thì cố gắng trườn bò ở trên bãi cỏ xanh tươi mơn mởn. Và liệu ui giời, tự nhiên lại xuất hiện một con quái vật đầu đèn. Quái vật đầu đèn nhảy 1, 2, 3 nhảy. Ô, nhảy trúng Huggy rồi các bạn ơi. Như vậy là con Huggy đã bị quái vật đầu đèn đạp một chưởng nữa. Ao, vậy là Huggy đã bị quái vật đầu đèn xử luôn rồi. Rồi tiếp tục thì quái vật đầu đèn bắt đầu đi soi này. Và có vẻ như anh ta rất thách đố. Rồi một con Huggy lại tiếp tục xuất hiện. Huggy xuất hiện và đang bò ở dưới chân quái vật đầu đèn. Chưởng rồi. Quái vật đầu đèn đã chưởng chết Huggy rồi các bạn ơi. Và một con Huggy nữa xuất hiện. Có vẻ như là đợt này đã đến để trả thù cho những con Huggy mà bị quái vật đầu đèn lần trước tiêu diệt. Và lần này thì như thế nào đây? Các bạn hãy theo dõi nha. Chuẩn bị này. Ồ, đang chảy đó. Vậy là quái vật đầu đèn đang thì diệt Huggy. Và Huggy thì rất là lừ thừ. Đi rất chậm chậm. Coi như là bỏ qua quái vật đầu đèn luôn. Và quái vật đầu đèn thì tiếp tục chạy. Đó, chạy dọc rồi chạy ngang, chạy hết khu vườn nhà mình đó các bạn. Khu vườn nhà mình xanh mơn mởn, cây cối theo. Đó, vậy là hai con vật này đang thì rượt nhau này. Đó, bây giờ thì Huggy lại tiếp tục chạy và làm như là mệt, quái vật đầu đèn mệt rồi, lại đi lự thử. Đó, rồi thì đến bây giờ là quái vật đầu đèn lại tiếp tục săn đuổi Huggy. Và Huggy đã xuất hiện. Đó, Huggy xuất hiện ở trên một con đường trắng. À, vậy thì như để coi. À, tự nhiên sao lại mất hết cả hai con nhỉ? Điều gì đã xảy ra? À, thì ra đó là một con khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa đã xuất hiện. Nó đang nhảy nhót ở trên sân cỏ. Có vẻ như là vừa rồi nó đã ăn thịt được hai con, một con Huggy và một con quái vật đầu đèn. Nó nhảy tưng bừng như là kiểu là ăn mừng chiến thắng vậy đó các bạn. Đó, nó nhảy hết từ khu vườn này qua khu vườn kia. Bây giờ nó nhảy qua khu vườn mà có cả những hàng cây dừa xanh mơn mởn này. Nó nhảy ten. Đó, nhảy các bạn ơi, nhảy vu quá trời vu luôn. Rồi tự nhiên nó lại mất tiêu. Như vậy là tập phim đến đây là kết thúc.
Chào các bạn nha, các Nha bạn hãy nha đón xem nha những tập phim tiếp theo. nha.